lại để lấy gương. Làm món gì vậy anh Công? Kêu em xách chiếc xe chạy không dám chạy đâu. Ủa lát ra là nước rút là dễ chạy hơn chứ. Nó đầy thêm nó rút. Này để chút em về nào. Dạ. Ăn sao ăn? Dạ. Cũng quá. Dạ. Chị hai. Quá. Khổ không chơi đâu. Dấu hồng, dấu hồng. Quá, chào là món gì chứ? Dạ. Không thấy được. Này giỏi nè. Này mát quá anh Công. Mát. Anh Đo. Anh Đo ơi. Gì kìa. Tự vô đi. Anh qua cái này nè. Rồi quay cá đâu. Ủa mày, anh Đo đi bắt cá rồi. Anh Đo đi bắt cá hả? Ủa mình à. Dạ. Dạ. Quá trời đây vừa thối thần mắt rượi luôn. Bình thường là vừa là người ta vô đây người ta mua vậy hả anh Công? Đúng rồi. Quay không? Quay camera em lên không? Quay nè anh Công. Nhớ quay. Ê, đừng ấy con rất là con. À, quay đi. Nè, nè quay cho chụp chiều đi. Chụp ở đâu? Nè, đang quay đó. Đó, đang quay chụp. Chụp hình hả? Dạ. Sao nào có chụp này quay phim không ạ? Camera mi nó tự quá cho anh kia. Cái này.
rồi. Dạ có khoai. Trời dữ không? Nãy giờ mới dạ. Cầm đi. Cầm đi hả? Còn đi đâu? Hả? Em đây đứng mỏi chừng là lấy ghế này ngồi lại đây nè. Rồi ngồi xuống. Vừa đi. Có anh Trương đâu ta? Trương ơi, sắt sắt cửa hủ. À quên. Để kia kia mần cá bắt cá. Rồi bắt cá lên chiên là quất á là xong rồi đó. Ừ, xong rồi hả? Ừ mồi màng có rồi. Cái nút mình cái nút gì á? Cái nút để mình dặn cái cây này cho nó cứng lên nè. Thấy không? Cái này. Ừ. Cái nào pháp hả? Mình dặn nè, nè nè điều chỉnh nè. Ủa hổng nở ra rồi hả? Chú. Kệ chơi quay đi. Đâu lại? Bạn ơi. Cái dừa này ngon nè. Ừ? Khó kiếm lắm nè. Sao? Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh Phúc TV nha. Thì bữa nay á thì cuối tuần mọi người thì Phúc không có đi câu mọi người. Thì Phúc với mấy anh em bạn đồng nghiệp với mọi người bữa nay tổ chức về Bến Tre một chuyến mọi người. Hiện tại là Phúc đang ở Bến Tre nha mọi người. Thì hôm nay thì mấy anh em sẽ tổ chức một chuyến về Bến Tre để về nhà của anh Công á mọi người. Anh Công là cái anh làm chung trong công ty mọi người. Thì sắp tới thì ảnh cũng sẽ nghỉ việc ở công ty mọi người, ảnh về quê sống. Thì hôm nay thì mấy anh em sẽ xuống chơi mọi người. Anh Công á thì là anh là vừa làm chung công ty rồi vừa là cũng coi như là làm YouTube chung mọi người. Ảnh có một cái kênh YouTube cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn mọi người. Cái kênh là có tên là Cô Gái Sài Gòn TV mọi người. Thì mọi người khi nào mà có rảnh thời gian rảnh á, thích xem gác cu hay gì đó thì mọi người cứ vô kênh á, rồi bấm đăng ký kênh ủng hộ ảnh rồi xem cho mọi người. Phúc sẽ bỏ một đường link phía dưới mọi người. Mọi người đang nghe mọi người. Thì một chút xíu nữa là có cái gì đó hay ở dưới đây thì Phúc sẽ quay cho mọi người xem. Các bạn áo xanh xanh đó là cũng là một YouTuber nha mọi người. Thì em ấy sẽ cũng đi làm chung công ty mọi người. Thì cũng mới vô được 2-3 năm mà nhưng mà thì vừa làm công ty mà cũng vừa làm YouTube mọi người. Thì anh ấy mới làm bên mảng chuyện tranh mọi người. Giờ mình sẽ đi theo xem anh Công coi bắt cá nha mọi người. Để chú quay cho con, để chú quay cho con. Con anh Công để quay bắt cá mọi người. Để con quay được không? Được, được, để chú quay cho con. Ông muốn ngập đầu rồi phải không? Ôi, chú bị dính rồi. Dính rồi, kéo lên. Nhấp luôn. Quá trời luôn rồi. Ôi, dữ vậy? Dữ gì? Phải vậy chứ. Ôi, cá bự. Ôi, cá bự. Nhiều không? Nhiều. Cá to thế. Này kia. Này kia cá rô. Ủa anh Công ơi. Anh Công. Con cá rô đồng gì mà bự dưới anh Công? Cá này cá rô Bến Tre bự dưới vậy? Cái này cá phi á. Cá rô phi luôn hả? Dạ. Nhiều lắm. Nòn ơi, con cá này tụt kìa. Anh hai hai bưng bưng cái nước vừa vô cho chị hai mẹ anh này. Bỏ túi đi là nó xuống xe không à. Nè, 4 giờ đàng hoàng. Thì 4 giờ để bên đường, kìa bỏ túi là xuống đó. Đó là ta. Ở đây là bạn Hoàng với anh Đoàn đang chuẩn bị nướng cá lóc nha mọi người. Ừ. Nghe nè, nhộn nhộn á. Thì con tên gì? Di Anh. Con Di Anh hả? Bữa nay con làm caramel dùm chút phải không? Rộng rộng ha. Rồi.
đây đó nóng nhiều lắm, cá cá hết. Xe con được không? Dao bén dữ thật. Nó vừa thôi đừng lấy mấy đó. Ao. Chỉ chưa để lát đủ thì ngon. Không có gì hết đó, nắng còn vừa mà. Bữa đi. Trời, nó cắt rồi, con em. Trời đất, còn rưới lên từ từ nữa. Rồi chấm lửa đi. Chấm chấm vô chấm. Thôi 5 tuổi mà nó cắt cơ con em. Nhìn buồn. Đây con em không ăn. Ê, ăn nhiều luôn á. Nhiều thì không mập. Nhiều tờ. Cái bên nó trái đều chứ. Đi khô khói á. Mình phải để cho anh Diễu xuống mũi nha, mùi khói là biết mình làm đó. Mình không tới, làm. Tới giờ. Nói thằng Khang không biết đường, dẫn đi đâu sờ quần á. Chắc qua đây rửa chén được. Ở đây không khí mát dữ ha bạn. Đây là nhức mát rồi. Mát rồi luôn. Trời ơi. Ngã rồi, gì rồi? Cái gì vậy? Ê ê. Nó còn sống hả? Ừ. Ừ. Kiếm vậy không chặt? Chưa lúc nào nó cũng vậy, không có giờ mà nó giải được. Kiếm như lửng đó. Kẻ này có nước mà nó bay xuống đây. Thiếu cá lóc. Cá lóc có lửa. Đúng rồi. Chưa hả? Dục đại vô trong đó nó còn lớp dưới. Chạy đi, yên game thì được game. Mẹ kêu cái gì kìa? Dạ. Dạ liền. Dạ. 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 Rồi chị ngược kìa. Nóng nóng nóng, con đứng bên đây nè, con đứng ngay giữa không? Cái cây bụi không chín nổi. Không chín năm nổi. Sinh năm năm mấy tất chưa? Đó. 18 là con em năm nay 6 tuổi. Hồi nãy con Hoàng đông cao quá hả? Ở đây trồng dừa nhiều mọi người. Không khí rất là mát mẻ mọi người ơi. Được rồi. Cô chỉ nhà nãy có con nhảy xong sông nha. Hốt lại đường qua đá quay gì nữa rồi. Kêu qua đó quay hả? Kêu qua đó quay luôn hả? Quay đi. Quay đi. Quay đi. Ý là đóng sạch. Hồi nãy anh đóng thấp xuống nữa là gom nó phủ lên là nó ủ lửa lên được rồi. Tắt rồi. Nó tới đít là đâm tới đít rồi thôi chứ. Hồi nãy quên đâm. Đâu đâm cái đầu uống nát luôn. Hồi nãy quên đâm vậy thôi. Đồ uống nhát luôn. Cô hỏi hết cơm hả? Đấy dạ. Ê có cách nào dựng con cá vậy đi anh Đoàn. Gấp nó ra chứ. Nè gấp nó ra dựng con cá. Quậy mới lấy gơm rồi con. Này con kia nằm dưới hay gì rồi. Ôi đăng YouTube. Trời ơi. Giới thiệu tiếng Anh. Đây là cái bạn hồi nãy Phúc nói là cũng có làm YouTube nha mọi người, là bên chuyện tranh đó mọi người. Thì mọi người Phúc sẽ bỏ một cái đường link ở dưới phần mô tả đó mọi người vô xem đăng ký kênh rồi đăng ký xem rồi đăng ký kênh ủng hộ em đó nha mọi người. Subscribe. Xin chào mọi người. Hồi chính anh quay. Hả? Đây nè. Móc gì được không? Rồi giặt máu rồi mình lấy muối lấy vàng trà sao được. Lấy đồ. Ba con tôi cắt ba đồ. Rồi,
cắt chứ. Rồi. Ủa cầm hết ngủ không? Mà bấm con bậy quá. Đầu luôn nè. Coi kìa. Đây để đưa chú ở đèn lẹ. Không nội đâu không dính. Sao đồ để mặt kỳ vậy? Rước cái đầu. Trời ơi. 100 người luôn. Rớt rớt cá nơi không đừng 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 lấy lá chuối anh ơi. Đưa em miếng lá. Để vô lấy cây lấy cho. Dưới dưới nhổ cây nữa. Để vô. Rồi chín rồi. Con này nữa. Xem cá. Cho nó. Chút lên. Xem cơm chưa? Để đem đồ này đem đem chuyện giờ khí cho anh lấy chịch nha. Đi gom trà lại nữa. Để được không Dương? Chết rồi. Chưa chưa. Cách nào? Cá này không chiên hay gì luôn chưa? Nướng chỗ ngon anh, nướng ngọt. Ủa mấy cái từ từ nãy làm gì ăn vậy? Chiên xù anh. Chiên xù. Chiên xù. Thiếu rơm rồi. Rồi được miếng rồi. Nè anh để lên đi. Tay lại quần quần. Đồ hơi tao bò đi ra. Nghe trượt tay đổ một cái nha. Hoàng là tội nhân. Rồi đem về tao nhậu, nhậu nhiều nhà nhậu. Khỏi luôn ông ơi. Cạo luôn đi Hoàng. Nước của chín. Ông bạn rồi. Gì cái đó là. Đây ông, cũng đi không? Đang nướng luôn. Cái đó khô hả? Nướng nguội. Cái đây. Thôi. Rồi chú tới rồi. Rồi đấy. Thử không? Nè uống vừa uống tranh thủ uống nha. Bách quá cũng mà không. Ôi cá ngã là thấy là xong rồi đó. Phi mau chín mượn. Có rồi nó dễ đi đóng cửa nè. Cái này vậy vậy? Bò bò quá. Thôi rồi vậy. Bữa giờ quất quá cho quất rồi. Nhậu rượu nó hết mà thôi vậy. Trả cho miếng đó luôn Trương. Nóng rồi nồng. Thôi ngọt dữ à. Vũ cửa. Khi nào nó rớt xong. Bỏ 6 năm. Bỏ 6 năm về rồi để đi ra lại. Trời ơi có trứng luôn. Má nóng. Trời ơi trứng luôn nè. Để cái nặng qua chài hả Dương? Hay là câu à, qua ấy lưới anh trời ơi, lấy cần... cái chài á kéo không sao cần thủ không không quăng vậy. Trời ơi câu nó khó ăn lắm à, nó nhát hay gì cá chài dính không có cái tượng khó dính cá này chín chưa chài chín chưa mà chắc nhắc ghê chưa chín đây anh này là món gì vậy anh Công? Nhúng giấm. Nhúng giấm hả? Này cá trà hả? Cá trà. Chiều tới chưa?
như đầu vàng đi rước rồi. Nhâm là nhậu bắt cá tra liếc. Sao đủ không? Sao đủ à? Đủ tự nhiên nữa. Đợi dịu vô nhiều mà. Nhiều nữa, hái nhiều nữa. Vô tay lý để làm cho. Để lát rửa. Xong rồi. Cũng lẹ ha. Xe tới cái bước lên đi. Lúc đầu thì do cũng thử chứ thôi cũng đi nhanh lắm. Thì vô đường đi ghê quá, anh Tâm anh thấy ngồm mà. Tại em không quen á. Tại vì qua mấy cái chỗ dũng nước á xong cái không theo bữa nay nước lớn với hổm rồi không không có. Hôm qua không ngập luôn á, hôm nay nó ngập luôn. Ý nói em chứ có đem đồ về không đó không cái gì. Rồi ghê quá. Tự ngoại vô tính xa xa chứ. Chà, về mấy số ít. Cái này mà bỏ vô bên kia luôn. Cái vừa cao thì mình hái bằng gì? Người ta tèo á. Tèo luôn. Ừ, tèo bằng tay luôn. Tèo gì? Còn không? Đi gặp dầu không? Không được rửa chén 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 không? Bỏ cái vô trường để nó hồi bỏ vô văn lắp nó để ra anh bỏ để ra luôn nó bị chắc nó nói rồi con chắc quá rồi không hết giờ con nhỏ biết không có nó bị bên trong cái con này khoảng 2kg không Tâm? Khoảng 2kg hơn. 2kg hả? Cái này nó còn bự nữa không anh Tâm? Còn cái con này 4-5kg rồi. Nhưng mà nó vậy, nó dày là thịt ăn thì được quá. Ừ. Ngon quá. Còn cái kia đủ không Tâm? Hả? À. Thank you.
7 giờ qua tới. Rồi. Lấy để đây bán luôn được. Đi bên hai dĩa. Còn chưa lấy dĩa thì ngang cá nè. Rồi nó sắp lấy Úc. Cá này lấy lá chuối để cho nó nằm trên luôn chứ dễ gì nữa. Mày lấy thêm tàu chuối nữa, mày lấy để lên luôn cho. Mấy chiến rồi luôn đi. Anh là bài bản quá, ngại luôn á. Để cho tụi nó tự gáy à. Để trên bàn thì sợ hồi ra dơ quá, không dám ăn thì sao. Đã cầm cái gì? Được phải luôn mày. Để đại đi anh ơi. Ai xài thì lấy. Để đợi đi anh ơi, khỏi trải chuyện đó. Dê nó gì đây? Cá sống rồi. Ủa, chưa, bên kia chưa. Cá thôi, chào thôi. Thứ hai được không em? Giờ chỉ yên chuyện rồi. Em rồi, em nè. Nó học quay đầu đường hay nè. Sáng đưa nó về học quay đầu đường hay nè. Anh Hoàng ơi, xe chạy. Đấy đi nè, chú bá nè. Đó, 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 đó. À, cho con cá leo đây nè. À, nãy chạy ra lạc đó cha. Tự nhiên ra thấy đường lạ quá, lũi bậy. Chết ngựa luôn. Mới chạy chưa sẵn đó nha. Ờ trời, nãy em tự nhiên em ra cái em thấy cái đường đá ấy. Là mấy giờ anh mới rước vợ anh? Hả? Mấy giờ anh mới rước vợ anh? 10 giờ nhóc ra rước luôn. Rồi lúc đó anh tỉnh chưa để anh đi lạc nữa đó. Anh không chưa nhậu đâu. Đây là mọi người. Đâu rồi? Đứng lâu lâu. Rồi đứng đó đi, đứng đó đi. Nước rút rồi. Dắt một cái là đi về luôn á. Ướp la làm gì? Ghê vậy? Để dưới đất đi quý ơi. Để đất thì chứ để đâu. Nóng không? Nóng. Cháo. Nè đất nhiều. Quý nè. Quý ơi, anh quay em đó.
ghê hả? Sáng chưa 10 giờ mới rước mà. Đi đâu vậy? Đi rước à. Ủa. Đâu dám đi mà. Đây nè. Ờ bà đem cho chồng bà đi. Ờ giống quý rồi thôi. Đưa đem cho chồng bà đi. Tính đem mà đuổi à. Thiệt chứ. Phúc ơi. Ngươi uống không? Tao đang uống nè. Ý mày đem. Đây đi con thử nước cái ngọt. Đây không? Đây tao đem cho ổng nha. Ủa? À kêu ổng tự khua luôn. Nãy mới xuống mà. Hết chỗ câu cái gì vậy? Thôi thôi mắc cỡ quá trời, anh uống chưa nó khổ ghê vậy. Nãy bà đưa ăn cái bà uống luôn anh chịu. Ủa đây khang câu rồi nhỉ? Đâu mà chịu chịu đau. Bà chịu đau không? Không, chị không chịu xét nghiệm anh không có biết. Em chịu xét nghiệm. Em sợ em ơi. Bà câu nước chưa vậy? Chưa xuống nước được anh. Hai đứa dạy bác nhờ xong. Nước ta nước ngập, nước nổi ngập. Nè, mượn mượn xuống cái ống. Đây cát ở đây nửa tiếng chẳng. Ok, nổi tiếng nè, bắt tay cái rồi. Em bắt gần sông, gần cửa biển á. Ê, cửa sông lớn hả? Cái dây này cũng dễ nói. Phải không? Không thiệt chứ mà. Tại vì nó không bung bung ra, nó dính lại với má. Cái gì vậy? Làm chất miền Tây. Làm chất miền Tây. Lấy cái tay đi. Đâu? Bỏ lại đi. Không hút con tranh thủ ha. Có cái kim bồn đâu. Ôi có chạy con công rồi con băng đi chứ kim công. Chị em Công đang đẹp trai kìa, kia không quay. Ủa dưới ao này nuôi cá gì vậy anh Công? Cá tra. Còn là cá tra không ạ? Còn trước thì cá tra, cá tượng. Cái này cá bự không? Cũng vừa vừa, chắc cũng ký mấy ạ. Ê ông có con câu không? Không. Uống vừa quý. Bây giờ ông nào con câu nữa, quăng thôi. Cơ hội nha chàng. Mày có cái lưỡi câu nào không, đưa đây tao cầm đây tay nè, thôi. Cầm tay, cầm cái tay đưa xuống là đổ lụm. Câu cái đó là câu cá tra thôi chứ câu cá lóc gì. Câu cá tra mất rồi, thả con mồi xuống nè. Để tôi nè. Cha nè. Cha đây có lưỡi sẵn nè, đừng cái đấu vô cần nó chi nữa. Mở ra mất cục mồi thôi. Đây, đưa em. Cần đó là nó hy sinh luôn. Nó chịu nổi con bự đi. Thì câu đó nếu mà cá dưới mà 2 kg là nó giật là bị cần. Cá đây mấy ký anh Công? Cá này cộng mấy ký? Thì được. Ký gì nữa? Nè móc mồi vô bao nhiêu mồi đây, lát nhậu xong rồi dở lên là bao nhiêu con cá. Quá ông cơm thấy mày câu. Quá ông cơm thì cái. Ốc phao có không? Dạ. Ốc phao không? Chú lội thôi vậy. Đưa cho nó mặc vô lên nha, lội vô. Cho quay nè. Xa chứ là
Chơi với ha. Ê, ra đây bơi ra chết. Ủa, về bánh xe đi còn nghe vừa phải rồi. Được rồi. Làm gì? Đây, đưa nào đây. Nè, ngồi này không thơm dữ quá. Xác cậu có con cá rồi, nó nổi luôn nè. Cá, nó không phi. Cá ao trước á, đẹp. Ao trước á. Vừa ngồi vừa câu luôn, vừa nhậu vừa câu. Vô cái cầu này làm bộ. Phúc đem vô cái lồng cái anh chụp tấm hình lên Phúc. Cái xấu à. Chị thố sát cá lên thật. Hả? Ừ rồi. Chạy xong nó queo vậy anh nằm đóng. Lâu nó về mới căng vậy. Trời chạy lên đó. Chạy theo người. Chạy mình lên mình chạy dài liếc. Giờ này có nước không cũng lắm. Nói chuyện không mâu thuẫn mà. Sao giờ điếc gì vậy? Muốn bảo là con. Mà đúng không? Mà nói đúng không? Muốn bảo là con. Chú quay anh chàng ăn. Cái này ghi lại hình ảnh lại hả chàng? Quay hình ảnh lại. Sao anh không được. Thấy mình lên trên kiềm đá thì ngon hơn. Đem đem. Ngon. Ăn miếng đi, ngọt lắm. Kéo đổ kéo. Dạ dạ, để đi. Để hết à. Đây ăn ngon, tàu cũng ngon. Nước này lấy cục cơm. Im hoàng đâu ta? Đây, không, không. Kéo đổ nè. Đi đâu? Nè. Nè, em vô em vô đây nè. Đây nè. Đây nè. Thiệt thiệt mà. Cái này là cái đồ để người ta đưa mà. Đúng chứ. Ở nước đây sao em đi? Dạ cho trong nhà. Ta có cá liên quan gì đâu. Ờ. Bà xuống đi anh trên đây 2 3 vui lắm. Câu đi, ngán quá. Anh dễ. Ờ dừa này chất đóng rồi nè. Dừa này cái dừa nó đi luôn rồi. Vậy sao dừa? Này xíu dừa không à. Style. Là quá đường. Cái này cái mật gấu đó à, em để ý đường cống mới đi nhà cũng mới dòm tới rồi chắc lát mất cái đường cống rồi anh Phúc ơi. Hả? Ngon lắm luôn á hả nè miếng nào biết nha. Cảm ơn nhiều. Cốt ngần đầu thấy. Cốt em kìa. Cố em kìa. Ôi, nước nhập. Gì vậy anh Phúc? Quay chị mới đi tiểu xuống. Sao nãy anh Phúc nói em ra cậu cá, em đi với nước chị. Nãy cậu cá kế bên luôn nè. Để đó. Để nè. Anh Phúc là quen cá thì tự chịu dính luôn. Quay rồi. Sáng mới 5 giờ là nhân công cắt hết 4 giờ. Đây là cái gian dự định là 7 giờ tới nhà anh công. Trong khi tụi em là 9 giờ mấy 10 giờ dự định là tới đây. 8 giờ tới đó không? Trời ơi, không có cần nghe cái gì. Nghe thích luôn à. Có cái này tượng ao nào vậy anh công? Con này nè. Trời này. Trời này là. Rồi, chuẩn bị anh vô cái áo rồi nè. Dừng từ dưới trời. Câu giờ phải đi từ dưới trời. Trùng. Đâu có thì nó dục lên cái gì đâu. Không có trùng. Sao anh Diệu nó có mồi gì mà? Anh trộn mồi gì đó. Nó cho mát nè. Đâu không mồi gì. Kéo đây nè, kéo bạn qua đây nè nó mát nè, chỗ đó nè. Không, mà nãy anh Dương nó nói để hồi nó chài cho em rồi. Linh mặt lên. Rồi rồi, rồi rồi, dục lên vô đi. Dục luôn. Vô nè. Ngậu ngậu đi quý. Vô vô vô. Vô. Mọi người ơi. Kêu ngậu em đang ngậu chứ đứng đâu. Kiến. Thôi ngồi đó luôn quý. Giờ đứng trong đó rồi. Vô vô nè.
Vô ngồi đi, có đủ chỗ không? Đam mê không thể bỏ. Chắc không đủ quá. Bàn đi. Bàn chỗ rộng. Bàn này để bàn tiếp mà. Bàn tiếp nó mất mệt chứ. Nè, để bàn tiếp nè, cần nhiều qua mê hay gì nữa, hợp lý rồi. Không, bàn tiếp thiệt á. Tiếp luôn. Vậy đi xuyên cái này ra. Giờ ghế này ra cho đủ chỗ. Thôi dậy ra đây. Rồi rộng rộng ra cho ngồi. Được rồi, nó trên. Trời, cá lóc nướng chu. Dính 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 gì? Đi nãy khi nãy. Chui. Đúng không? Đây vậy là em ngồi chính giữa. Ăn. Cái này cái gì? Anh quay gắt hai bàn tới không ngồi chính giữa. Bự ha. Đã ha. Tiếng mày nào có mớm mày ngồi chính giữa. Hồi nãy của con đi quan gì? Hồi nãy con nhìn nói hết lại. Quay em luôn nè. Nãy trước lúc quay có chào mọi người chưa? Có. Mọi người đang quay. Để anh chồng đây mình ngồi nè. Ngồi đi làm xin sớm. Khang quay nè Khang. Em ngồi đây rồi, qua đây với anh. Không, có xe hơi. Quý vậy ta. Mặc dù không biết chạy nha. Có xe hơi về được. Mày rồi. Mày đi xe hơi lên, khỏi nhà trò luôn á ha. Cái gì vậy? Nhà má ngầu luôn rồi. Lại đây nè. Có. Không, không cầm. Hả? Uống nước rồi. Hả? Du lịch luôn nè. Du lịch á. Bây giờ tôi lấy. Nãy ra nói chuyện gì chứ. Xuống rồi. Nhìn giống như tấm biển. Dính hả Diệu? Đầu lao vậy. Đầu lao vậy. Đầu lao vậy. Đầu lao vậy. Dính hông? Cái này đừng cá ngon. Dính hông mà dính với cá làm như vậy con luôn á. Cần dài quá vậy. Hai chồng ơi, dính đây đi. Em múc làm gì mất rồi. Vàng qua cho chị ngồi nữa kìa. Trời không? Trời ơi, mày ngồi. Để em lỡ cái cặp em lấy cái kiếm đèn cho đi. Mà nó hợp đâu ngồi chung. Không hợp nhưng mà chắc thôi mấy ông mày không uống tiếp. Vô. Hả? Đây ca, đây ca, đây ca. Đâu em tới đó mà nó gì vậy? Ghê qua đây để cho ý qua kia đó. Em đi xe lớn mà. Đó, nói gì rồi. Rồi. Vô đây khổ. Vô. Vô nè. Không mà. Đó, bên đây không có nhậu. Có, trong đó mình thoát bia. Có lẽ này nó thơm cho mọi người nè. Hồi nãy vừa đẩy bưng rồi, tôi đâu có theo vậy. Đó, tôi đó. Ngắn lượm giật được. Nè. Cá đâu có giật nữa đâu. Nó chết ăn kìa. Trời ơi kệ nó để ăn lúc ha. Không. Đó, ổng hút kìa. Biết đâu không? Cá này cá rồng mới lực lắm. Cá Sài Gòn yếu. Cái gì ạ? Rồi. Rồi mấy anh vô ngồi đây. Vô. Đây có mấy anh em ở Sài Gòn xuống nhà chơi với mấy anh em. Đây có kênh Apple TV xuống. Cái đường thôi, hợp mồi trong đó đấy. Không giới thiệu không? Dạ. Không giới thiệu đây nữa mọi người món gì không? Mày ăn món dân dã. Bên đó là không có nhậu, đây cũng giật nhậu thôi. Ăn nó qua bển nó ngồi chỗ của em. Cơm cơm vô đi cho đông vui mà. Nó ngồi đây sao không? Khang ơi, Khang từ từ Khang ơi. Chuyện Khang đổi chỗ đi. Ngồi vô đi, ngồi vô. Anh Phúc, ngồi bên nào? Phúc. Còn anh Phúc kìa, dạ chỗ cho anh Phúc ngồi. Ngồi đây nè, ngồi đây rồi. Anh Phúc ơi, chừng nào anh quay ra. Dê, thịt dê, sao bán? Ôi quay chị che mặt em lại, em xuống nợ nhiều lắm á. Xíu nợ có sao đâu. Chén vô. Bà vào lưng ra như lưng ra đi 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 đây nè. Hẹn vô chưa thấy không được yên. Chàng. Nhớ tới nữa chứ ăn không yên chứ không. Chàng không chàng có hỏi với em nữa chàng. Cái gì? Chàng là gặp tiêu. Dạ. Đó, gặp tiêu ra. Lại tôi có đá mình tự. Chạy
Đừng có vô. Đó mình còn đá mày mà thấy vậy. Cái này có cô gì mày. Để cho thôi. Không có bệnh, có bệnh. Mọi người nữa em thấy nhạc dài cũng được chứ cái đâu mà. Mày coi cái bệnh, gắn bệnh cái gì, con xài được mà. Bệnh gì chứ không? Không phải vậy. Chạy xem ra nói. Đạt ơi ấy mình cầm cọng dây với gãy cần Đạt. Mừng nuôi luôn á. Cái gì vậy? Cá cha. Cá cha nhiều quá. Đào mấy đường mương này cá luôn. Vô đó. Chết luôn rồi. Cá ha. Vô. Chào. Chị bán thằng ơi, chị bán. Cái lo bự gì vậy? Nè. Chào mọi người kênh Phúc ha. Phúc TV. Cửa. Mấy điện lực lắc đầu luôn. Tại trong cốp xe có vết không Tại? Thank you.
lại tiếng Anh, làm lại tiếng Anh. Thôi anh ơi, qua bánh xin chết. Làm lại tiếng Anh mình cầm chén anh cưng. Đổ kiếp. Mấy người nhậu à, ngủ hoài à. Đổ kiếp liền. Ê, anh Phúc TV quay mình kìa. Anh Phúc TV quay mình kìa. Chào mọi người. Chào mọi người. Kìa để làm lại. Rót vô chén đồ cưng. À, bữa nào đi. À, phút nay chắc lên chắc được mấy. Anh Phúc, hả? Bữa nay em mua bánh kem. Em mua cái bánh kem qua cái em cho anh, em ướp cái mặt anh vô bánh kem luôn. Vậy luôn hả? Bữa nay em không có chỗ. Bữa nay em không có chỗ.
về cũ anh phải không? Không có gửi cũ, em gửi. Anh lão giờ là 20 tuổi không? Còn 20 tuổi không? Giờ nó không mấy rồi. Mấy? Để em điện em hỏi nó anh Đạt. Không anh Đạt hay mày, nó thề anh Đạt biết phối cái màu á, phối cái cực tuổi trẻ. Cái tim rồi. Anh thề anh nãy em tưởng là bé nào không, anh mang đôi dép lên tuổi bé nào không chứ không phải là người lớn đâu. Vậy nãy tôi nói. Không nãy xin lỗi lòn á, nãy tôi nói cái quần ghê luôn trời. Nãy em tính chạy vô cháu cháu cho chú chụp tấm hình luôn mà nhìn kỹ là ông anh của tôi. Không thiệt đúng anh phối màu đúng thiệt. Sống kêu. Kêu cái gì nhìn kỹ là cái khuôn mặt của ông hiểu không để cháu cháu đi đi lại thì con nít luôn cho người sao đâu dép cặp đôi của người ta đó hai cho con người ta đó quý nói gì á cưng đẹp dép đẹp mà đẹp không nhìn nó cưng chết nè anh Phúc Tư Vi đang anh Phúc Tư Vi đang quay anh đó quay rồi gót ly không tào lao không nậu vui vẻ thôi vui vui mình tôi kỳ khang nè mạnh mẽ luôn hết luôn mày nói chuyện với ổng vui vẻ tí được không hết tự giờ lắp nó chưa ngủ anh cháu bà quá tôi không nói chuyện không gì mà tôi cũng dụ sớm cái bơ mày nhiều vậy anh dễ dàng lo thân nghe thằng nào mới lo chứ đúng không đâu kiếm liềm ơi cái liềm mất tiêu đi ngủ rồi đúng rồi ơi ta đố mày biết vừa này vừa gì vừa nước vừa trái uống non trái vừa trái uống trái hả uống non trái tao vừa nó gà nướng luôn đó anh đặt mà đỡ đúng vậy em uống này đúng không anh thua rồi đúng không vậy kia ra mình chỉ là thùng xốp nét nhiều thôi qua đây cô mẹ không cô qua nó lại chi. Có gì cái alo. Cậu má chứ chơi vui được cái gì. Cái tiếng mình alo lại chạy lại. Bây giờ game lại sao được? Bây giờ anh đi cũng đâu được đâu. Bây giờ ra là hốt mẹ rồi. Đâu có đâu. Giờ không này tao quen chứ mà. Nói là tao đi với tao nó giữ tao. Không có nó giữ giùm tao hết chứ. Xe giữ đồ này kia cũng an toàn. Đúng rồi, không có giờ mất. Đảm bảo. Quá chậm. Là nó gặp là nó giữ giùm luôn. Không giờ mang Việt Nam mình nó chuẩn lắm. Không nhưng mà bên về bên vòng tròn em được cái là anh bị bắt là anh nhờ nó chở cho anh về là anh chở cho em có chở về nhà không nhà có gì vụ luôn hả không mà đúng giờ đúng rồi ở dưới đây có bút được cái gì đó mà em thấy mừng ghê bữa đó anh biết sao em bị bắt xong em với anh bạn là giờ hết xe hai xe luôn rồi bắt hai xe luôn rồi kêu nó chở cái em nói cái nó nói là ngoài bắt luôn anh ơi giờ thông cảm cho em đi cho em đi về cái nó nói thôi mẹ nhìn mày không thông cảm nữa ý là nè em chỉ cho nè mình một đặt rác hai là rắp áo vàng á ok anh chỉ cho em ha nói giờ em hết tiền rồi hết được cảnh giác rồi đi về được nếu mà thật sự nếu mà khó khăn mà đặt lại cho tiền trở về anh em anh nhìn nhận nè nếu mà em đặt không được thì anh sẽ chở em về mà anh nghĩ sao vậy luôn hả nhiệt tình vậy luôn hả quá nhiệt tình nó chỉ rõ ràng vậy nói em không đặt không được thì em chở em về đi không mà đau bữa đó đau thiệt anh em đâu có không bữa cha em là giao thông là chạy xe cha em là xỉn nha là chở đưa mà dưới là công an nó chạy xe của cha em đưa về nhà luôn á không có phạt nha mẹ đây nó khác như quen nó khác còn hành lý nó mới bắt em chắc là quận nhất á quận nhất á mới bắt em chắc anh phạt phải rồi tại hôm nay kêu anh phải kêu anh em thích anh cho là phải rồi đó anh không những phải rồi đó giữ không phải đâu hay đâu mà hai kêu qua khu già giàu chơi chi mà đi bệnh mai mốt là mình đi mình né quận nhất mình qua quận hai quận ba vậy đó mình quận bảy chạy quận nhất khúc vô không anh bữa đó cai thì ông nào vô nào em bắt trước rồi vô anh rồi lấy ảo bị bắt sao ông cứ vô đi sao ông quan tâm tôi làm gì vô nè ý là bạn bị bắt em qua dước nó thôi mà em đóng trước luôn em nói thiệt em còn hơn là gian cắt lượng gian cắt lượng thôi vậy phải là phải rồi bạn bị bắt thôi cái, em qua em dước nó mà em nghĩ trong lòng đụng má không lẽ tại mình có ủa là nó bị bắt trước nó điện qua hả ờ điện con dước à, vậy em phải rồi vậy là bắt phải rồi anh chứ cũng khổ tại vì bạn qua chơi với mình mà giờ nó quận 12 mà nó hết pin nữa uống cái đi mà anh có nói nhiều quá vậy đó em kêu nó chụp hình đi cái địa chỉ đâu anh đang giao thông quá đùn nó nô anh qua gặp nó mừng lắm anh nó ngồng cái cục thấy thương á thấy tàu ghềm á nó đùn bạn lên xe bạn mà chở gì mới vừa hiện vô số một hay hiện sao bạn sao bị bắt ẩu với bạn luôn mới vừa nói với tiếng cái hai thằng kia nó ẩu với em luôn vô lại cái thằng bạn cầm cái tờ giấy trước mặt vậy nè anh ơi em mới bị bắt bạn qua chứ không liên quan cả gọi tao mày tờ giấy nhà anh Công nó giờ kết thúc rồi mọi người bây giờ Phúc thì với mọi người sẽ nhà em mới về mọi người thì mọi người xem video thấy hay thì mọi người xin bấm một like đăng ký kênh và ủng hộ cho mọi người rồi bye bye mọi người.